Xin chào các bạn. Hôm nay thầy Bùi Quốc Châu sẽ hướng dẫn các bạn nói về lịch sử của ba cái cây dụng cụ: giò hai đầu, con cá hai đầu, sừng đồng và cái dây phớt hai đầu, sừng đồng. Thầy sẽ nói về lịch sử các cái dụng cụ này và cái thủ pháp ấn chậm kết hợp với con cá nhỏ. Dạ, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Con mời thầy. Bây giờ cái cây mà giò hai đầu này đó là nó rất là lâu, và một số những người học viên thì dùng cái cây này vì có đầu nhỏ đầu lớn này, nhưng mà thầy thì ưa dùng cái giò cái giải phấn nhiều hơn. Mục đích làm gì? Để đi tìm nguyện, tìm suy nguyện đúng hơn. Nhưng mà hồi xưa nó có gọi là thủ pháp ấn chậm, là thủ pháp rất là lâu đời, có nghĩa là khi mình dò ra suy nguyện á thì mình ấn chậm, mình liền ấn liền thôi, mình ấn chậm có nghĩa là 30 giây hoặc hơn, có nghĩa tại chỗ. Ấn tại chỗ đó, mà thường là ấn ở trong cơ thể mình bị nó ấn thịt nhiều. Còn bây giờ nếu mình ấn trên mặt thì lâu nhưng mà vẫn ấn được. Nói chung chỉ khác là thay vì mình ấn nhúng ba cái, mình ấn chậm thôi, tức là mình ấn rất lâu, mà ấn lâu đó lúc mà người ta chịu nổi bằng mỏi tay của mình buông xuống thì cái đó thì nó là ấn chậm. Thì tại sao thầy nói nhắc đến cái này mặc dù nó lâu đời lắm? Tại vì lúc thầy nhớ khoảng năm 88 trước đó nữa, 87 đó, thì thầy khoảng thời gian đó thầy rất hay dùng ấn chậm, và những buổi đầu tiên cũng vậy nữa. Tại sao? Ví dụ đông người đó, đông học viên, có là bệnh nhân có thể là mấy chục người, thì mình đi quê mình làm hoặc là mình đi ở ở thành phố, ấn chậm nó có cái lợi vậy nè. Hồi xưa làm quê dò thủy tinh, cái là khi mình dò người này mình ấn chậm đó, mình ấn chậm. Mà nếu nhiều người quá mình sẽ dò ấn chậm xong mình kêu người nó giữ cây này, nó nhiều người giữ thôi. Dạ. Giữ cho mình qua cái người thứ nhì cũng làm giống vậy, mà tất nhiên đau bệnh khác thì mình dò đau giờ suy nguyện đó, ấn chậm giữ. Mình đi một tour là 10 người, 20 người phải mình quay lại, tại vì có 20 cây này, 20 cây này dĩ nhiên, hồi đó bằng giữ thủy tinh nha. Thủy tinh. Cái mình đi lại tour đầu tiên thì cái người này đủ thời gian rồi, thì gỡ ra, lại giờ mình ấn người thứ nhì, ấn người thứ nhì nữa, thì như thế rất là tiện nghi và thấy thì hiệu quả rất cao. Nhưng mà sau rồi bị gì cái gì mình cũng ra cái mới ngoài đó thì mình không làm cái phương pháp đó nữa. Nhưng bây giờ nhớ là mình gọi là nói nhưng phải gọi là duyên, nhưng một cái tình cờ nó khiến mình nhớ lại. Thì bây giờ cái lớp vừa rồi thì anh chị em thì có những cái khó nhớ quyệt quá, mà có những em hoàn toàn mới, tức là không có coi trên mạng gì cả mà chưa làm bao giờ, thì cái hiệu quả nó kém. Thì mình thì mới nghĩ ra cái cách này đơn giản nhất là dò ra suy nguyện ấn chậm, và thường là nằm tại chỗ. Ví dụ cái người ta đau cổ gái con cổ đó, cổ nào cổ gái, thế là mình thì cổ nói đau hoài mà làm cái gì cũng khỏi, nó cứ đau hoài. Thế là được rồi, để dùng dạy em thủ pháp này coi nha, em khỏi dùng khỏi nhớ số quyệt cái gì nữa. Đây đau đâu, đây đau à, đây đau quá chỗ này, ấn gàng cái ấn chậm. Thì tất nhiên mình ấn lâu quá, mình đã ấn lâu quá người ta đau, thế thì kỳ này mình làm khác, tức là mình ấn tìm ra cái chuyện việc là ấn có một cái lõm này nè, cái mình mới lấy cái cây này. Bởi vì bây giờ sau này mình có hình con cá này, cá nhỏ này, đây là một cá nhỏ thì nó giống cái con cá này, thì cái đầu này, nhưng bạn nó biết rằng á cái này nó bằng kim loại, bằng đồng cho nên nó mát ở đầu âm, cái này đầu dương. Hồi xưa bằng sừng, bây giờ thì không có sừng, mình làm cái nhựa giả sừng rất là đẹp và rất tốt. Thế thì khi mình đã dò ra cái điểm đau đây rồi, tùy cái thể trạng người ta, ví dụ người ta mà lạnh thì mình không làm đầu này, mình làm cái đầu đen này, mình sẽ chấm một chút xíu dầu cù là, mình làm cho nó trơn, mình làm như này bôi đi xíu dầu cù là nha. Cái mình đẩy nè, đẩy chéo mà, cái mình đẩy nè, mình đẩy chừng nó chừng 10 cái 20 cái đó, thì mình sẽ kiểm tra lại, mình đẩy chéo nha, 30-40 độ thì mình đẩy chéo, rồi sau mình kiểm tra lại, mình kiểm tra lại mình đấy, à coi nó đau, nó bớt đau cỡ bao nhiêu phần trăm, thì nó mới về gần hết đau rồi, nó còn chừng 30% đau thôi, hỏi luôn thấy như thế nào, cái chỗ cái cổ gái này nè nó bớt đau hay không, thì người ta kiểm tra nó, à nó bớt cũng 60-70% rồi,
thì thầy sẽ làm lên một lần nữa, thầy cũng lấy cái này làm, làm lên một lần nữa. Thì thường 2-3 lần đó, thì ở chỗ cái điểm là nãy mình giờ xuống điểm đau đó thì nó sẽ không còn điểm đau nữa. Thì hỏi là người ta sẽ kiểm tra hoài, người ta nói hết giờ cổ rồi và cổ hết thấy đau rồi, thì đó là khi cái này là cái điểm đau là sẽ nó tắt. Theo đông y thì thống tắc bất thông, thông tắc bất thống, có nghĩa là đau có nghĩa là không thông, mà thông có nghĩa là không đau. Thì cái nguyên lý này đó, nó thể hiện rất rõ trên cái thực tế. Nếu trong trường hợp nào mà người ta không thấy là đi, trường hợp nào mà mình đã dò quẹt, thí dụ bây giờ mình dò ở đây đau đi, mấy cái dùng khó làm mà của cây con cá đó, mình lại chế cây khác, ví dụ cây này đau đây đi, mà mình ấn, mình tay mình ấn hồi trước mình ấn lâu lắm thì nó mỏi tay đau, người ta đau thì mình sẽ dùng cái cây này về phớt. Nhưng mà lần này mình dài thế này, mình tẩy, gọi là tẩy đó, gom đó, cái chỗ này nãy mình đau phải không, thì giống như sao mình tẩy tẩy rồi, mình tẩy chỗ này nó tẩy đi được cho nó tròn đó. Còn cái cây con cá là tẩy những vùng này rất khó tẩy, mình tẩy rồi hồi mình sẽ kiểm tra trở lại, mình kiểm tra ở đây không thấy đau nữa, còn đây không thấy đau nữa là được đó. Còn nếu còn đau chúng ta sẽ làm tiếp, tức là cái cây này với hai cây này là mục đích để tẩy, tẩy cái đau mà do mình dò xem mình biết cái điểm đau đó mình sẽ tẩy. Mà các bạn lưu ý rằng là nó phải có lưu ý cái cơ thể người ta hàn nhiệt, nếu người ta là không, mình làm người ta nói không ớt thì mình trở cái đầu lại, mình phải linh động. Trong diễn chẩn quan trọng nhất là tùy vào biến, thế nên là bí quyết của mình. Bởi vì hiện nay á, thầy thì chế ra nhiều dụng cụ và con thầy nữa cũng là chế ra nhiều dụng cụ thêm nữa, cái này đâm ra dụng cụ bây giờ nó là trên khoảng trên 137 món rồi. Thế thì bây giờ những cái đó mỗi cây nó có tác dụng riêng, tùy theo cái cơ địa người ta và tùy theo cái bệnh, thì ở mặt hoặc là ở của cái vai mặt tay chân với mình, ở dưới cơ thể mình á, nó khiến cho mình phải có nghĩ ra nhiều cái dụng cụ để nó thích nghi với từng cái loại bệnh hoặc từ cái vùng bộ phận mà người ta đau. Ví dụ ở dưới cơ thể có những cây lớn hơn, còn mặt thì thường dùng những cây nhỏ. Chúng ta làm ở mặt không được, lúc bây giờ chúng ta mới làm cơ thể. Hoặc là những người lớn tuổi mà người ta đau lâu thì chúng ta làm cơ thể trước, rồi chúng ta làm ở mặt sau. Đó là tùy cái tuổi, tùy cái bệnh. Các bạn nên nhớ lưu ý vậy, chứ không phải lúc nào cũng làm mặt không. Làm mặt không thì nó nhỏ, nó gọn thì dễ làm rồi, nhưng mà làm mặt không thì thường mình làm quyệt và những bệnh mới. Đó. Còn bệnh mà lâu năm thì nên làm ở tại chỗ trước. Những người ta chưa có quen diện chẩn, người ta lấy làm lạ, tại sao bệnh mà lại trên cái mặt làm mặt không, thì người ta ngạc nhiên quá, người ta không có chú ý. Thì mình phải nói là cái phương pháp này mới và nên theo dõi, tôi làm tại chỗ trước rồi tôi làm ở trên mặt sau, tất cả cũng là muốn chữa bệnh thôi. Đó là cái mà các bạn lưu ý. Để nhắc lại nha, cái cây này á, mình chúng ta phải dùng cái cây mà tìm việc trước, tìm cụ dụng cụ tìm xuyên việt, thì dụng cụ có thể làm cho mặt nhưng mà cũng có thể làm tại chỗ luôn, ở lưng, ở ngực, bụng, ở tay, chỗ nào đau làm tại chỗ. Nhưng mà có khi chúng ta làm đối xứng, ví dụ bây giờ bên đây người ta đau, bên này người ta đau chỗ này, nó nói ồ đau nhất này qua chứ luôn á, thì mình tìm điểm đau này mình làm xử lý bằng một trong hai dụng cụ này. Nếu mà không được chúng ta làm đối xứng, tức là các bạn đã học thầy rồi thì nó có 8 cái cách nè, mà 8 nguyên tắc là tại chỗ rồi đối xứng, giao thoa, lân cận, đối xứng, nên là 8 nguyên tắc bạn biết. Nhưng mà nó nhớ này nè, điều này mấy người mới học ưu bị lộn đó. Không phải chúng ta làm loa 8 cách đó cùng lúc, mà làm từng cái rồi cái nào không hết thì chúng ta mới đổ sang cái khác. Chúng ta sẽ chọn cái mà nó thích nghi mình thì dĩ nhiên nó kết quả liền, chứ chúng ta đừng gộp là chúng ta làm từ 1 đến 10, từ 1 đến 8 là nó lộn xộn tùm lum, là không có kết quả gì cả, mà tốn rất nhiều thời giờ. Đó là thực tế cho chúng ta biết như vậy. Thì cái cách này nó sẽ có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là đỡ cho những người ta không biết quyền, ta làm tại chỗ thì quá dễ. Thứ hai là người ta không có thể chịu, mình ấn lâu quá thì người ta chịu đau không nổi, thì mình phải dùng cái cây tẩy này để mình làm, hoặc là cái đầu này
Còn nếu ở những vùng khó làm thì chúng ta làm cái gì đầu này. Nhưng mà tại sao mà khiến cho thầy phải nhắc lại cái này? Tại vì khoảng năm 88 có một thầy quen với bên tổng lãnh sự Cuba đó, thì có một ông đó ổng phụ trách về cái sinh tế. Thì thầy ở bên đó người ta nhờ thầy chữa là ổng nó bị cột sống cổ, có lẽ là cũng có quá cột sống cổ mà nặng rồi, nếu mà có gai cột sống cổ gì đó. Thì thầy làm đơn giản thôi, lấy một que giò tìm sinh nguyệt ở cổ gái, cái nào đau á, đau nhiều á, nhớ nha, không phải mà làm các nó đau, mình làm mình lựa cái là đau nhiều nhất á, cho chúng ta sinh nguyệt đau nhất thì chúng ta mới làm thôi. Chứ bây giờ thí dụ mười mấy cái thì chúng ta làm hết hơi lâu, thì đây gọi là bắt chu tước. Thầy đặt tên là bắt chu tước. Mà mình dùng đầu giò nào thôi? Đầu giò nhỏ này. Giò lớn thì mình cũng dùng. Lớn có dùng dễ thân, khi người ta chịu đau không nổi lắm mới dùng. Chứ thường giò nhỏ nó nhạy hơn, nhạy hơn. Không phải là cái nhất kim chỉ đâu, mà đầu giò nhỏ thôi. Thì thầy nhớ mãi cái ông đó, tất nhiên tên thì không nhớ. Nhưng bây giờ nhớ thì chúng ta nhớ rằng theo thủ pháp bắt chu tước, có nghĩa là thí dụ bây giờ 10 điểm đau đi, chúng ta chọn đầu điểm là đau nhất rồi, một hai điểm rồi, chúng ta làm thì giò đến đau rồi, hồi đó là ông chọn là như này, giò 4-5 chỗ gì đang đau thì mỗi lần đau mình ấn, gọi là ấn chậm, thì ấn cho đến lúc mà ông không cảm thấy đau nữa, ông tê luôn đó, cũng gọi là ấn tê, thì mình rút ra. Làm gì người ta ở đây đâu có lâu, cho nên người ta ở có 2-3 bữa người ta về, thì thầy mới chữa cho ông nó 4 lần, một ngày chữa 2 lần cách khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tới lúc mình thì đi ở Cuba đó, tại năm 1988 ở bên đó nửa năm để đi dạy cho các giáo sư bác sĩ bên đó, thì người ta cũng ông có tới ông thăm, thì mình mới hỏi rằng cái lúc xưa mà ông bị gai cột sống cổ đây mà nặng lắm rồi, tôi chữa cho ông bây giờ ông thấy thế nào? Thì ông bảo hết, anh chữa tôi có 2 lần thôi mà hết luôn cho tới bây giờ, tức là mà cũng lâu rồi, cũng gần cả đó thì là lâu lắm đâu, mà tới chỉ phải nửa năm sau mà gặp ông lại đó, hơn nửa năm chứ vì thầy nhớ không lâu rồi. Thì ông đến thăm ông hết thì thầy ấn tượng cả đó, là vì chỉ bằng cái thủ pháp ấn chậm thôi mà đạt hiệu quả như thế, chứ chúng ta không cần phát đồ. Các bạn lưu ý chỗ này nha, tại sao thầy bây giờ thầy hướng các bạn đến chỗ là dùng giảng thuật, là vì các bạn than phiền là không thể nhớ phát đồ nhiều quá nhớ được, có nhiều phát đồ nó dài lắm, và chúng ta nếu chúng ta dùng phát đồ chỉ có hồi phải làm mặt mới có con số quyền, cho nên chỉ làm mặt không à, còn cái những nơi khác chúng ta bỏ, chúng ta không làm. Và trong khi có những người ta thích nghi với những thích hợp với những cái nơi khác rồi, chứ người ta không thích hợp với làm ở mặt, thì lúc đó mình phải đổi suy nghĩ. Và cái thủ pháp ấn chậm người ta cũng quên luôn à, thì chúng ta ấn chậm nhưng mình nó chỉ có đau, ví dụ bây giờ mình ấn này lâu quá người ta cảm thấy đau lắm, thì thầy mới nghĩ ra cái này, cái cây này con cá nhỏ, thì như thầy nói nãy đó, mình tẩy 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 thì nó như thế này thôi, tẩy như thế này thôi, không? Chúng ta phải bôi, nhớ là chúng ta phải bôi trơn bằng dầu gọi là chút xíu thôi nha. Nếu mình dùng cộng đồng thì cũng dùng cộng đồng. Cũng vậy. Chắc là nó trơn có nóng thôi chứ mà đừng có chấm nhiều quá. Chúng ta tẩy chéo mới được. Thì tẩy mình chúng ta kiểm tra một que giò chúng ta thấy rằng không có đau nữa là được rồi đó. Thì mình không thấy đau gì trước nữa là đủ rồi. Chứ chúng ta đừng có làm hoài nha. Mà cái này để thứ nhất là không đau cho bệnh nhân, thứ hai là nó giúp cho tẩy cái sinh nguyện này nhanh hết rồi. Mà khi sinh nguyện nhanh hết tức là người nó thông rồi thì đem được kết quả tốt thấy rõ. Thì thầy đã kiểm tra trên cái lớp vừa rồi đó, kết quả quá là ngoạn mục luôn. Làm một lần đầu đó có người bớt 70-80, có người 90, có người 100% luôn. Và nó duy trì cái hay của cái giải pháp này là gì, là nó duy trì cái độ bền lâu. Ví dụ có những cái mình làm trước trở lại trong ngày hoặc là 4 tiếng hồi sau trở lại, thì cái này thì theo dõi trong 3 ngày liên tiếp thì nó hết luôn, sạch luôn, không bị trở lại nữa. Tức là kết quả nó rất là bền. Cho nên thầy đề nghị rằng các bạn làm thử cái giải pháp ấn chậm này nha. Ấn chậm kết hợp với cái con cá nhỏ và cái cây giò hai đầu. Giây phút hai đầu. Xin cảm ơn các bạn, và thầy ước mong rằng các bạn sẽ là thực tập cái giải pháp mới này, mới cũ nhưng mà mới. Thưa thầy, có một câu hỏi nữa để cho nó đạt kết quả mới. Có một câu hỏi nữa là các bạn ấy nói là những người mà không chịu được cái mùi dầu củ lá thì mình có thể dùng cái khác không? Dùng Vaseline hoặc là dùng cái gì mà nó trơn trơn, cái dầu ô liu hoặc là cái dầu gì đó, dầu dừa gì đó thì có thể được, không có mùi nữa, nó khó chịu thôi.
Xin chào các bạn.